thể hút nước nuôi củ và hoa. Do đó, hoa nở không đồng loạt, yếu rất khó đậu quả hoặc tỷ lệ hạt lép, thui quả cao. Và khi tạt hoa thì củ tèo tóp mất rất nhiều thời gian để phục hồi. Vì thế với củ ép nụ chúng ta thường cắt hoa cắm cành để dưỡng củ. Tuy nhiên vẫn phải đợi ngọn hoa lên hết, do đó củ vẫn bị tèo tóp và hoa cũng nhạt màu hơn so với để nguyên trên củ. Sau đây là cách tiếp nước và dưỡng chất cho củ ép đủ đơn giản để hoa nở đều, đậm màu và củ không bị tèo tóp. Trong clip là củ đúc mờ lép với hai vòi hoa, một cắt cắm bên phía sau nở đều do hút đủ nước nhưng nhạt màu. Một để nguyên trên củ được tiếp nước nhưng một màu đậm nên nở không đều. Hai củ hai bên là hoài amadeus và granim được bơm nước từ lúc mới nhú nụ, cuốn cao 4cm nên nở đều đậm màu, củ vẫn căng. Pha 1g NPK 6:30:30 với 250ml nước sạch. Xi lanh loại. Chưa ra rễ sau khi trồng 4 tuần. Chọc hai lỗ cách nhau 1-2cm, một để bơm nước, một thoát khí. Dùng xi lanh bơm dung dịch đã pha vào bông hoa, vơn rộng cho đến khi đầy. Hiện vẫn đang phát triển bình thường.